Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì khoảng đêm 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ và sau đó thì ảnh hưởng tới khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ chấm dứt Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Từ ngày 14 tháng 2, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong đêm 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ chấm dứt.